Rồi chào mọi người đến với kênh Nông Dân TV của mình. Hôm nay mình sẽ tham gia thực hiện một cái clip đó là trồng nấm sạch tại nhà nha mọi người. Thì để trồng được cây nấm rơm sạch tại nhà thì trước tiên là chúng ta phải chuẩn bị cái nguyên liệu, đó là rơm hoặc là một cưa hay là bèo. Thì hôm nay thì tôi sẽ trồng với cái trên cái nguyên liệu đó là rơm pha với là bèo. Đây là cây lục bình nha, có chỗ thì gọi là cây lục bình, ở mình thì gọi là bèo. Thì trước khi tiến hành trồng thì chúng ta phải ủ lại. Cái đống này mình đã ủ sẵn rồi, mình ủ sẵn cách nay 10 ngày rồi. Thì nó đã quai mục rồi, là đến thời điểm chúng ta có thể tiến hành trồng. Thì trong cách ủ thì thường thường thì chúng ta ủ 3 ngày hoặc 4 ngày. Rồi chúng ta sẽ đảo lại một lần để cho nó đều. Và trước khi mà chúng ta tiến hành ra trồng thì cái khâu nguyên liệu là rất là quan trọng. Bởi vì chúng ta ủ mà nó không đủ độ chín thì nấm nó sẽ ra ít mà cái nấm dại nó sẽ ra nhiều. Cho nên là chúng ta phải ủ cho nó đủ cái độ chín quai mục để nó có thể phân hủy thành chất hữu cơ thì cái nấm nó phát triển tốt hơn. Thì để mà giữ được kia, để mà biết được cái độ ẩm trong cái lúc đó mình vô meo hay là mình tiến hành trồng, cái độ ẩm là cho nó thích hợp, thì bà con cứ nắm một nắm rơm vậy, nắm một nắm vậy và bà con dắt lại rình rình, nó rình 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 ra vừa cái ướt cái ngón tay mình vậy, là ướt cái tay mình vậy là vừa nha mọi người. Nếu mà chúng ta dắt mà nó cháy rẹt rẹt ấy, nó cháy ấy, là tất nhiên là cái trên cái nguyên liệu mình trồng đó là nó còn ướt quá, độ ẩm quá cao, cho nên là mình chỉ cần rắc lại là mình thấy là nó vừa rịn, rất thật chặt là nó vừa rịn ra cái kẽ của cái móng tay mình đây thôi. Kẽ của móng tay mình này là vừa. Đó là cái khâu chuẩn bị nguyên liệu. Ở khâu thứ hai đó là chúng ta chọn giống. Thì trồng nấm rơm thì không phải ủ tự nhiên rồi nó mọc, mà chúng ta phải chọn giống hay có người còn gọi là meo. Đây là những cái bịch meo này, hay là cái bịch giống này. Cái này thì mình không tự làm được nha mọi người. Cái này thì có nơi sản xuất đồ đàng hoàng, chứ mình không có tự làm được. Đây, để mình trồng cho nó biết cái thời điểm nào mà mình có thể vô meo cho nó tốt á, thì bà con nhìn cái bịch phôi này hay là cái bịch giống của cái nấm rơm này, nó sẽ tơ ấy, màu trắng trắng, nó chạy đều hết các cái bịch này, và nó đã ngã cái màu hơi muối ớt một chút thì chúng ta sẽ vào là nó vừa. Nếu chúng ta qua còn sớm mà tơ nó chưa chạy cùng hết mà chúng ta vào thì nó sẽ còn non, tơ nó không có chạy đều trên cái luống nấm của mình. Mà nếu già quá thì nó sẽ nấm nó cũng không tốt, cho nên là đến cái thời điểm mà chúng ta thấy là tơ nó chạy trắng hết cái bịch rồi, nó hơi ngã ngã màu muối ớt là vừa. Cái này thì họ bán trên thị trường thì mình sẽ mua thôi. Cái này thì hiện tại thì mình mua 3.000 một bịch như vậy nha mọi người, 3.000 một bịch như vậy. Đây là phôi nấm. Rồi thường thường thì cái trồng nấm thì có nhiều cách mà người nông dân áp dụng. Thì qua đây thì mình nói luôn thì con người thì chọn phương cách đó là trồng ở trong nhà. Trồng ở trong nhà thì mình chăm sóc đồ nó dễ dàng hơn, mà trồng trong nhà thì nó khỏi ảnh hưởng đến thời tiết ở bên ngoài, nó không phụ thuộc vào cái thời tiết bên ngoài. Cho nên là thường thường thì các bà con nông dân trồng nấm thì nói là bày tỏ chia sẻ kinh nghiệm là trồng ở trong nhà thì nó ít tốn công, mà nấm nó chất lượng nó hơn là trồng ở ngoài trời và cho năng suất cao hơn. Nhưng mà ngược lại là cái chi phí trồng ở trong nhà thì mình phải tốn tiền để cất cái trại cái đồ là nó tốn hơn. Còn có những người thì họ thích trồng ở ngoài trời. Ngoài trời thì nó phụ thuộc vào thời tiết, cho nên là nấm có khi là nó đạt năng suất, có khi thì do thời tiết cho nên là mưa gió là nó cũng ít đạt năng suất. Thì mình đi mình trồng nấm sạch tại nhà để mình ăn thôi, mình cũng không có trồng ở trong nhà, cho nên là mình trồng ở ngoài trời. Giờ đây đây là cái nguyên liệu rơm với bèo là trộn chung lại nha mọi người, ủ trộn chung lại. Rồi mình sẽ tiến hành trồng thôi.
Khi trồng thì chúng ta sẽ vũ cái đống này cho nó đều hết nha mọi người, đều giữa cái rơm với bèo nó trộn chung lại cho nó đều. Vũ đều rồi chúng ta sẽ đem ra vườn luống chúng ta trồng. Rồi đây là cái chỗ mà mình sẽ chọn để trồng những cái luống nấm nha. À, chúng ta sẽ rải vôi lên để cho nó, mục đích rải vôi là để cho nó diệt các nấm khủng, dụ như nó sát trùng đất để cho nó khỏi mọc nấm dại, nó khỏi ảnh hưởng đến những cái nấm thầm bậy, nó ảnh hưởng đến cái luống nấm của mình. Và bà con chú ý nữa là khi mà chúng ta ủ trong cái ủ đầu tiên ấy, ủ trong cái đống mình ủ ấy, là chúng ta nên dùng, cũng nên dùng vôi để cho nó sát khuẩn, nó khỏi mọc nấm dại. Trong khi ủ thì chúng ta nhúng vào nước vôi, và bà con nên nhớ là chúng ta sử dụng vôi là vôi dùng trong nông nghiệp nha, chứ không phải là vôi đá quét nhà đâu. Vôi đá mà chúng quét nhà hay là cái vôi đó là vôi hóa học, thành ra nó cũng ảnh hưởng đến nấm rất là nhiều, không nên dùng vôi đấy. Rồi sau khi mà rải vôi lên cái chỗ mà mình chọn để trồng á, thì mình sẽ tưới sơ qua để cho nó sát khuẩn cái đất. Rồi đây là cái bước bắt đầu tiến hành lên mô nha mọi người. Đây là bước tiến hành lên mô này. Rồi giờ tới là sẽ tiến hành là cấy meo vô trong cái mô nấm này. Sau khi mô nấm đã xong thì tiến hành cấy meo nha mọi người. Đây là cái bịch meo này. Và khi mà mình dỡ cái bịch meo ra mà mình thấy bệnh nào mà nó bị lên meo hay lên mốc, hay là nhiễm mốc xanh hay là mốc đen, thì chúng ta phải bỏ ngay, chứ không là nó lây. Ở đây thì có một bị là nó bị lây rồi này, nó bị nhiễm mốc xanh này, cho mọi người biết. Đây, bị đây nó bị đang nhiễm mốc xanh này. Nó không có đỏ mà nó màu xanh, nó ngã màu xanh này. Những bị như vậy thì chúng ta không nên cấy vô. Cái vô mô nấm thì nó sẽ lây lên mà nó không có ra nấm, nó ảnh hưởng cho tới các cái mô nấm khác. Rồi, gỡ cái bịch giống ra vậy nha mọi người. Rồi, có mình sẽ cấy vào. Cấy cách cái mặt đây khoảng cỡ 3 đến 5 cm thôi, chứ không có được cấy sâu nha mọi người. 3 đến 5. Tưới nước này ra nha mọi người, tưới nước ra. Đó. Đây, đây là cái bát phun sương, nó phải tưới bằng bát phun sương rồi nha mọi người.
Rồi, hiện tại thì hai cái bô nấm này đến ngày thứ 10 rồi nha mọi người. Sau khi mà vô meo thì đến ngày thứ 10 rồi. Giờ mình dỡ ra mình thăm thử nha. Dỡ ra mình thăm. 10 ngày rồi nha mọi người. Đây, dỡ ra. Mọi người thấy không? Đây là bắt đầu nó có hình thành. Sau khi tơ nó chạy rồi, giờ nó hình thành nấm con này. Đó, nấm nhỏ 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 nè, mọi người thấy không? Rất là nhiều nha. Đó. Rồi 14 ngày rồi, sau khi dầm vào meo thì nó sẽ hình thành nấm. Cho nên giờ mình dỡ ra để mình thu hoạch thôi. Dỡ ra cho mọi người xem nha. Một tay cầm một tay quay thành ra nó hơi rung nha mọi người. Rồi đây là cái mô nấm mình dỡ ra. Đó, 14 ngày rồi. Cỡ như đây là bắt đầu mình thu hoạch là vừa. Nấm thì từ khi vô meo cho tới khi mà bắt đầu thu hoạch là khoảng dao động 13 ngày bắt đầu mình hái lúa lần đầu tiên rồi đó. Hái bắt đầu két cái nấm lớn mình hái. Rồi tiếp đó 14-15 ngày mình thu hoạch 3 bữa liên tục như vậy là nó sẽ hết nha mọi người. Rồi sau rồi 7 ngày sau thì nó sẽ có lại. 7 đến 8 ngày sau là nó có lại. Lứa thứ hai thì mình tiếp tục thu hoạch lứa thứ hai. Và cứ thế thì mình thu hoạch cho đến lứa thứ ba thì nó sẽ hết. Nấm thì thường thường mình thu hoạch 3 lần như vậy là nó hết một đợt. Thì mọi người chú ý thì tùy theo cái thời tiết thôi. Ví dụ trời nắng thì thời nhiệt độ cao thì nó sẽ sinh trưởng nhanh hơn, mà nếu mà thời tiết lạnh thì nó sẽ sinh trưởng chậm hơn. Đây là cái mô nấm mình trồng. Đây là nấm sạch tại nhà mình trồng mình ăn nha mọi người. Thấy đẹp không? Nếu mà mình muốn cho nó nở lên lớp búp thì ăn cũng ngon. Muốn hái ăn dừa ra như vậy thì chú bén hay là cỡ như vậy là hái dừa. Rồi mình quay chỗ khác cho mọi người xem nhé. Đây, giờ bên đây thì nó cũng nhỏ, hái chưa được luôn. Đây thì ngày mai là hái dừa. Thấy đẹp không? Đây là mình làm nguyên liệu bèo với lợ rơm. Nói chung là nha mọi người. Đây thì nó cũng nhỏ hơn. Đây thì mai hái này. Thank you.
Rồi trong khi trồng nấm thì bà con chú ý nhớ 3 điều để rồi mỗi người trồng thì dần dần thì sẽ tích lũy kinh nghiệm qua trong quá trình trồng. Thì nấm trồng đối với trồng nấm rơm thì mình nắm được đó là mình phải nắm được cái yếu tố đó là thứ nhất đó là nhiệt độ. Thứ hai nữa đó là mình ủ cái đống ủ đầu tiên á, mình phải ủ làm sao cho nó chín đều, nó không bị nhiễm mốc mà xanh hay là mốc gì đó. Thì mình cấy meo thì mình tiến hành mình chăm sóc. Thì nói chung là trồng nấm rơm thì nó cũng không khó lắm, nó cũng dễ chứ không có khó. Chủ yếu là mình phải chịu khó học hỏi kinh nghiệm trong quá trình khi mình trồng á, thì mình sẽ tích lũy kinh nghiệm dần dần. Nấm rơm là cái yếu tố nhiệt độ rất là quan trọng nha mọi người. Bởi vì nếu mà nhiệt độ nó là với lại cái độ ẩm, nhiệt độ mà nó cao quá thì nấm nó sẽ nở sớm và nó sẽ nhỏ trái và nó có thể là chết tơ. Còn nếu mà nhiệt độ thấp quá thì nó sẽ không hình thành nấm, nó tơ nó chạy nhưng mà nó không hình thành nấm. Còn nếu mà độ ẩm nhiều quá thì nấm nó sẽ úng. Nhưng mà nó độ ấm là thích hợp cho đến là 80 đến 95 cái độ ẩm trong không khí nha mọi người. Còn đối với nhiệt độ thì nó là 29 đến 33, 32 độ là khoảng đó là vừa. Chờ. Rồi mình sẽ dừng video tại đây nha mọi người. Mọi người xem video mà thấy hay thì cứ đăng ký kênh của mình là Nông Dân TV. Mình làm cái clip nấm này là cũng như mình trồng nấm tại nhà để nấm sạch tại nhà để mình ăn cho gia đình thôi. Rồi mình cũng chia sẻ vậy cho mọi người có thể thấy hay thì học hỏi kinh nghiệm gì thì cứ đăng ký kênh của mình là Nông Dân TV. Rồi chào mọi người xem video vui vẻ.